Và ngày hôm nay, Minh Vũ muốn chia sẻ đến với các anh chị em những cái chính sách chia sẻ lợi nhuận của công ty Rau Quanh, đúng ha. Và hiện tại bây giờ, các anh chị em đã biết, hiện tại bây giờ chúng ta có được 5 nguồn thu nhập đến từ Rau Quanh. Nguồn thu nhập thứ nhất, đó là Binary Bonus, đó là hoa hồng hệ thống nhóm trái và nhóm phải. Đây là hoa hồng Binary Bonus, hay còn gọi là hoa hồng nhị phân. Hoa hồng thứ hai, nó gọi là hoa hồng Chimlai Bonus. Thì đây là một hoa hồng từ những người đến sau mình, kể từ lúc mà mình đăng ký. Những ai mà trên khắp thế giới này đăng ký sau mình thì họ sẽ nằm trong cái khoản hoa hồng Chimlai Bonus của mình. Và hoa hồng thứ ba, nó gọi là hoa hồng Matching Bonus. Hoa hồng Matching Bonus này là cái hoa hồng mà hưởng trên thu nhập hệ thống nhị phân của cái người mà mình giới thiệu trực tiếp, được chưa? Nhưng mà hoa hồng Matching Bonus này họ trả lên tới 5 đời. Ví dụ giống như mình giới thiệu người A, A giới thiệu ra B, B giới thiệu C, C giới thiệu D, D giới thiệu ra F chẳng hạn, thì là đời 1, đời 2, đời 3, đời 4, đời 5. Công ty trả lên tới là 5 đời. Và mỗi đời như thế thì chúng ta sẽ kiếm được lên tới là 10% trên thu nhập nhị phân của 5 đời. Ok ha. Và hoa hồng thứ tư, đó là hoa hồng Gaming Residual. Nó gọi là hoa hồng, cái này á, nó gọi là hoa hồng thặng dư từ cái lĩnh vực mà giải trí trực tuyến. Thì cái này một lát Vũ sẽ chi tiết hơn cho các anh chị. Và hoa hồng thứ năm, nó gọi là hoa hồng fear of loss, hay còn gọi là hoa hồng khởi động nhanh, nếu mà dịch sát tiếng Anh là hoa hồng sợ bị mất. Ok, bây giờ thì Vũ sẽ dẫn giải từng khoản hoa hồng để cho các anh chị em nắm rõ hơn, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ đi vào cái hoa hồng đầu tiên, nó gọi là hoa hồng Binary Bonus. Thì Binary Bonus có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi các anh chị em tham gia vào Rau Quanh, được chưa? Ví dụ giống như bây giờ các anh chị em tham gia vào Rau Quanh, thì điều kiện đầu tiên của công ty đó là cần các anh chị em đạt đủ một cái điều kiện, đó là có hai người giới thiệu trực tiếp hai bên, là nhóm trái và nhóm phải, được chưa? Và ít nhất hai người này phải kích hoạt một cái gói nhỏ nhất, đó là 99 đồng, được chưa? 99 đồng. Ok. Thì to cũng được mà nhỏ cũng được, miễn là kích hoạt là đủ điều kiện hai người hai bên trái và phải. Ok. Sau đó chúng ta hỗ trợ cho họ phát triển ra, được chưa? Còn bên cạnh đó, ví dụ giống mình có người thứ ba, người thứ tư, thì mình lại gắn xuống dưới đó một trong hai bên đó, được chưa? Thì ở đây nó sẽ tính điểm như sau. Nhưng mà trước khi nói về cái điểm tính như sau thì Vũ sẽ chia sẻ cho các anh chị em về các cái gói mà khi mà mình tham gia, đúng không ạ? Ví dụ gói 99 thì chúng ta sẽ có được là 90 điểm, đúng không ạ? Và gói 299 thì chúng ta sẽ được 270 điểm. Và gói rằng 799 thì chúng ta có được 720 điểm. Và gói là 2499 thì chúng ta sẽ có 2200 điểm. Đó, nói vậy. Thì ok, để cho các anh chị em, bây giờ Vũ sẽ chia sẻ cho các anh chị em thêm. Đó là cái gói mà 2499 á, nó sẽ được là 2250 điểm các anh chị ha. Ok. Ở đây các anh chị em lưu ý như thế này, bốn gói nó sẽ có từng loại điểm khác nhau, được chưa? 90 điểm, đâu, và 270 điểm và 720 điểm và 2250 điểm. Được chưa? Ok. Thì ví dụ nha, bây giờ Vũ sẽ trình bày cho các anh chị. Thì các anh chị em khi mà nghe về cái chính sách này á, thì các anh chị em nên là mở cái website cá nhân của các anh chị. Khi các anh chị em tham gia vào Rau Quanh trong cái hệ thống của Vũ trở xuống, thì tất cả các thành viên đều được tặng một cái website có tên gọi là myrauquanh.com/ cái username của các anh chị. Nhưng mà để có được website này, các anh chị em hãy liên hệ với cái người giới thiệu của mình hoặc là trưởng nhóm của mình, được chưa? Thì người đó sẽ giúp cho các anh chị em có được một website đầy đủ các cái thông tin như thế.
đầy đủ các cái thông tin về về cơ hội của Rao cũng như là một cái hệ thống tuyển khách hàng ở trên khắp thế giới. Ví dụ ở đây các anh chị em cần lưu ý chỗ này, hoa hồng Benery Bonus ở tất cả các cái hệ thống khác hay các công ty khác thì họ sẽ trả ví dụ 5%, 6%, 7% hay là 10% là gì, dựa trên số điểm, đúng không ạ, là cân bằng trái và phải, đúng không ạ. Thì ở đây á, công ty nó sẽ trả như sau, nó sẽ trả theo tỷ lệ. Ở đây Rao sẽ chia ra thành 3 tỷ lệ, có tỷ lệ 1:1 và tỷ lệ 1:2 và tỷ lệ 1:3, được chưa. Ví dụ ở trên cái slide mà khi mà các anh chị em có cái đường link á, là myrao1.com á, thì các anh chị em có thể kéo xuống cái phần mà hoa hồng Benery Bonus, thì các anh chị em sẽ thấy trên màn hình á, các anh chị em sẽ thấy rằng là bên trái của mình theo tỷ lệ 1:1, bên trái của mình sẽ có là 720 điểm, đúng không ạ, và bên phải có 720 điểm. Ví dụ thông thường ở các nơi khác họ sẽ trả đó là 10%, đúng không ạ, trên số điểm đó và ra tiền. Thì nếu mà theo cái cách tính như thế này thì 720 điểm bên trái, 720 điểm bên phải thì chúng ta sẽ có là bao nhiêu ạ? Được 72 đồng, đúng không ạ? Nhưng ở với Rao One thì Rao One sẽ tính như thế này. Ví dụ chúng ta có 720 điểm bên trái, 720 điểm bên phải thì lấy 720 điểm bên trái cộng 720 điểm bên phải, được chưa? Lại là thành 1440 điểm. Và chúng ta chia cho 10% của 1440 điểm là chúng ta sẽ được 144 đồng. Ok, được chưa? Các anh chị em nắm ý không? Đó là 1 cộng 1, được chưa? Bằng 2, chia 10%. Đó là chúng ta có cái số tiền đó. Và nếu ví dụ giống như mà ở trên, ví dụ giống như tỷ lệ 1:2 thì các anh chị em sẽ thấy trên màn hình như thế này, đúng không ạ? Trên cái slide của các anh chị, trên cái đường link MyRao One của các anh chị ha, thì nó sẽ có cái số điểm như sau. Tỷ lệ 1:2 các anh chị ha, là 720 điểm bên phải và 270 điểm bên trái. Thì lúc này theo thông thường ở các đơn vị khác thì là 10%, nó sẽ là các anh chị em sẽ cân ra là 270 với bên này 720 thì các anh chị em sẽ lấy được 27 đồng. Nhưng đối với Rao thì các anh chị em sẽ tính như sau. Lấy 270 điểm, được chưa? Là nhân lên, nhân 2 lên thì thành là 540, và lấy 270 điểm cộng với 540 bằng 810. Và 810 thì coi như lấy 10% của 810 thì chúng ta được 81. Vậy thì chúng ta sẽ tính một đơn giản như sau. Bên này có 1, bên này có 2. 1 cộng với 2 bằng 3, 10% của 3. Ok ha. Rồi nếu ví dụ giống như tỷ lệ 1:3 thì sao ạ? Tỷ lệ 1:3 thì nó sẽ được tính như sau, giống như trên màn hình các anh chị em có thể thấy. Đó là bên phải chúng ta có 720 điểm và bên trái chúng ta có 90 điểm. Theo thông thường ở các nơi khác thì 10% của 90 điểm của nhóm nhỏ thì chúng ta sẽ có 9 đồng. Nhưng ở đây thì sao ạ? Lấy 90 điểm nhân cho 3, tỷ lệ 1:3 mà, nhân cho 3, được chưa? Thì lúc này được là 270 điểm. Vậy thì lấy 90 cộng với 270 bằng 360, 10% của 36 thành 36. Được chưa? Được 36 đồng. Ok, vậy rất đơn giản thôi. Bên này lấy 1 cộng với bên này 3, được chưa? Thì thành mà coi như bằng 4, 10% của 4. Ok. Rồi, bây giờ Vũ sẽ diễn giải cái vấn đề này để cho các anh chị em rõ hơn. Lấy một cái ví dụ rất đơn giản thôi. Ví dụ giống như Vũ ngồi ở Việt Nam. Ví dụ giống như bây giờ đi. Hiện tại bây giờ Vũ đang ngồi ở ví dụ ha, Vũ đang ngồi ở Vũng Tàu. Được chưa? Và Vũ phát triển một người ở Sài Gòn, một người ở Hà Nội. Được chưa? Vậy thì có phải rằng là một người Sài Gòn cộng với một người Hà Nội thì thành 2 đúng không? 10% của 2. Ok. Vậy nếu ví dụ giống như có một người ở Hà Nội mà có hai người Sài Gòn thì lấy một người Hà Nội cộng hai người Sài Gòn thành 3, 10% của 3. Còn nếu mà có một người ở Hà Nội mà ba người Sài Gòn thì cộng lại là 4, lấy 10% của 4. Được chưa? Vậy nếu ví dụ giống như có 4 người ở Hà Nội mà có một người ở Sài Gòn thì sao ạ? Thì lấy một người Sài Gòn cộng với ba người Hà Nội, được chưa?
Vậy thì dạ, thì thành 4 và 10% của 4. Còn dư 1 thì sao? Dư 1 để sau. Khi mà Sài Gòn vừa phát triển ra 1 thì lúc này sao? Lúc này nó khớp với 1 1, thì chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ lấy thành được là 2 10% của 2. Ok chưa? À, đó là cái cách tính rất đơn giản để cho các anh chị em hình dung. À, ok, đó là cái hoa hồng binary bonus để cho các anh chị em nắm. À, còn lại các anh chị em hình dung như thế này nè, tất cả những cái điều này á là hệ thống máy tính đã làm hết rồi. À, các anh chị em chỉ cần chú ý nhìn thôi. Khi mà ví dụ khi chúng ta phát triển á, chúng ta sẽ nhìn cái là nó ra hết à. Nhưng mà ở đây có Vũ có một cái lưu ý các anh chị em như thế này, thấy không? Thì khi mà chúng ta nhận được chẳng hạn ví dụ tỷ lệ 1:1 đi, hay 1:2 hay 1:3, chẳng hạn ví dụ giống như chúng ta được tỷ lệ 1:3, thường thường là chúng ta hay tỷ lệ 1:3 là 90 đúng không? 90 điểm chúng ta được 36 đồng. Thì 36 đồng á thì chúng ta sẽ thấy trong tài khoản mà gọi là account á, cái account mà chúng ta có thể rút được tiền đó ha. Balance account á thì chúng ta chỉ thấy có 28.8 đồng thôi. À, trong phần account mà trong cái phần menu là earning, à, trong phần earning chúng ta thấy 36 nhưng mà chúng ta thực nhận là 28.8 đồng. Vậy thì 20%, 36 mà chia cho 20% thì nó mất đi một khoảng đâu 2% đúng không ạ? Thì 20% đó đem đi sở hữu hai cái quyền sở hữu hai cái cổ phiếu Avigo và Mister, được chưa? Và chúng ta thực nhận đó là 28.8 đồng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần mà hoa hồng thứ hai, đó là hoa hồng Max, hoa hồng Dreamline Bonus. Hoa hồng Dreamline Bonus này là hoa hồng của những người mà đến sau chúng ta. Thì ở đây á, các chị em lưu ý như thế này, nó sẽ chia ra các mức như sau. Bây giờ Vũ sẽ mở cho các anh chị em sẽ rõ hơn. Các anh chị em chờ một xíu ha. Đó, tại vì nó cần phải chi tiết thì Vũ sẽ nói cho rõ để khi mà các anh chị em nghe đi nghe lại thì các anh chị em sẽ rất là dễ hiểu và các anh chị em nắm nó chắc hơn. Ok, đây. Rồi, ở đây chúng ta khi mà đăng ký xong, chúng ta nâng cấp gói xong, đúng không ạ? Chúng ta thanh toán xong thì ở đây chỉ thanh toán một lần duy nhất. Còn nếu các anh chị em mà nâng cấp á, thì cho chị trả lại cái số mà còn thiếu thôi. À, ở đây nâng cấp cộng dồn ha, đó là một lần duy nhất và phát triển hai trực tiếp và chúng ta có thể được hưởng hoa hồng nhị phân rồi. Rồi, hoa hồng nhóm đó, nhóm trái và nhóm phải. Ở đây có 4 gói, đúng không ạ? Trong cái phần mà hoa hồng Dreamline Bonus là hoa hồng những người đến sau trên toàn cầu. À, thì ở đây, á, ở trong cái phần mà hoa hồng Dreamline Bonus, thì các anh chị em mở cái website, cái văn phòng của mình ra, thì nó sẽ có trong này đầy đủ luôn. Nó có một cái bảng tính cho các anh chị. Đây, các anh chị em có thể nhìn ở đây trong cái bảng tính này, đúng không ạ? Vũ làm mẫu cho các anh chị. Thì khi mà các anh chị em mở cái máy tính của mình ra, cái điện thoại của mình ra, các anh chị em bấm chọn là Dreamline Bonus trong cái phần mà menu bonus á, là các anh chị em thấy. Thì ở đây á, nó có 4 gói. Thì các anh chị em sẽ thấy á, rằng là nó sẽ có đây như thế này. Nó hồi đủ 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là số người đến sau chúng ta. Điều kiện thứ hai là cái mức gói mà mình đang tham gia. Và điều kiện thứ ba là mình giới thiệu trực tiếp được bao nhiêu người. Được chưa? Ví dụ chúng ta mới tham gia, chúng ta chưa giới thiệu được ai hết, thì tất cả các gói từ nhỏ tới to đều nhận chung 4 tuần liên tục, mỗi tuần là 2.5 euro. Các anh chị em lưu ý ha. Khi các chị em mới vừa tham gia, các anh chị em chưa giới thiệu ai, chưa làm gì, được chưa? Được chưa? Dù gói nhỏ, gói to, thì trong 4 tuần kế tiếp, kể từ lúc anh chị em tham gia, thì mỗi tuần các anh chị em nhận được 2.5 euro. 2.5 euro này sẽ được quy thành hai cái cổ phiếu Avigo và Mister, được chưa? Và ở đây, nhưng mà khi ở đây nó sẽ có một cái điều kiện đó, điều kiện của những người đến sau. Đó là gì? Cần phải có 250 người phía sau mình.
Thực sự là khi các anh chị em mới vừa tham gia thì chỉ trong vòng tích tắc thôi, các anh chị em chưa kịp uống hết ly cà phê á, thì đã có hơn 250 người tham gia sau mình rồi, ở trên khắp thế giới các anh chị. Nên là cái điều kiện này nó rất cơ bản, gần như mọi người ai cũng đạt được. Ok ha. Và để mà hưởng được nhiều hơn là một tuần được 5 euro, thì câu chuyện được đặt ra là gì? Chúng ta cần hai điều kiện. Đó là gì? Đó là chúng ta giới thiệu một trực tiếp, gói nào cũng được hết, được chưa? Thứ hai, chúng ta phải có 10.000 người trên khắp thế giới tham gia sau mình. Ok, thì lúc này tất cả các gói, từ gói nhỏ cho tới gói to, đều nhận 5 euro một tuần và chia ra cho hai cổ phiếu Avigo và Mister. Và ở đây khi các anh chị em giới thiệu người thứ hai giới thiệu trực tiếp được người thứ hai, thì lúc này các anh chị em sẽ nâng lên một cái level, là một cái thứ hạng kế tiếp, đó là thứ hạng thứ ba. Thứ hạng thứ ba là điều kiện sẽ có, phải cần phải có là 25.000 người tham gia phía sau mình. Và lúc này chúng ta sẽ nhận không phải là nhận 5 euro nữa, mà chúng ta sẽ nhận là 7.5 euro trên một tuần cho tất cả các gói nhỏ tới gói to. Được chưa? Vậy nếu mà chúng ta giới thiệu thêm người thứ ba, gói nhỏ gói to cũng được. Thì lúc này điều kiện cơ bản đó là gì? Chúng ta cần có 50.000 người phía sau mình, tham gia phía sau mình. Và lúc này chúng ta không nhận 7.5 nữa, mà chúng ta sẽ nhận đó là 10 euro trên một tuần. Được chưa? Và tất cả các gói đều nhận như thế. Và ở đây, tới cái 10 euro này, thì lúc này nếu mà các anh chị em đang ở cái gói 99 hay gọi là gói trắng, thì các anh chị em chỉ nhận tối đa lên tới đó là gì? Là hoa hồng Streamline này, các anh chị em chỉ nhận tối đa là 10 euro một tuần thôi, cho 4 tuần liên tục. Vậy nếu mà các anh chị em nằm ở cái gói đen, thì các anh chị em có thể nhận lên tới được là 75 euro trên tuần. Còn nếu ví dụ giống như các anh chị em ở gói vàng, thì các anh chị em có thể nhận lên được 250 euro một tuần trên 250 euro mỗi tuần cho được 4 tuần ha. Còn nếu ví dụ giống như các anh chị em ở cái mức Titanium á, thì các anh chị em sẽ nhận lên tới là 2.250 euro mỗi tuần cho 4 tuần. Các anh chị em lưu ý không? Và các anh chị em có biết được rằng là trong một cái khoảng thời gian vừa qua, khi mà Vũ chia sẻ cái cơ hội này ở thị trường Việt Nam, thì rất là nhiều người ở Việt Nam được hưởng lợi rất là lớn. Đó là gì ạ? Đa phần những người thành viên ở Việt Nam khi tham gia vào chương trình này là tham gia là gần như được khuyến mãi hết. Đó là gì? Tham gia 99 nhưng mà được cái cấp là 299. Tham gia 299 là được cái cấp là 799. Tham gia 799 thì được lên tới rằng là 2499. Đúng không ạ? Các chị em nắm yếu không ạ? Có những người họ tham gia được lợi như thế này này. Tham gia 99 nó lên phát 299, bỏ ra thêm 500 nữa thôi mà nó lên được tới 2499. Tính ra là được bao nhiêu ạ? Tính ra chỉ có 599 thôi mà người ta được một cái giá trị lên tới là 2499. Các anh chị em nắm yếu không ạ? Không phải lúc nào chúng ta cũng được như thế. Nhưng mà thực sự rằng là, Vũ nói thiệt, ở đây rằng là gì? Việt Nam chúng ta đang được một cơ hội rất là lớn. Và Vũ từ xưa tới nay khao khát, đang muốn làm được một cái điều gì đó mà toàn thể, coi là số lượng đông, ít nhất phải được 100.000 người ở Việt Nam được hưởng một cái quyền lợi rất là lớn từ thế giới. Các anh chị em nắm yếu mà. Ok ha. Và hy vọng rằng là gì? Với Round One thì Vũ có thể rằng là gì, đạt được 100.000 thành viên, có khi hơn nữa, đạt được một cái nguồn lợi rất là lớn từ thế giới. Ok. Vậy thì các anh chị em sẽ thấy rằng như thế này, chẳng hạn giống như hiện nay, ví dụ tài khoản đi, của Vũ đi, thì Vũ đang ở cái thứ hạng 13, có nghĩa là Vũ giới thiệu trực tiếp hơn 13 người rồi, đúng không ạ? Và ở đây, thứ hạng thứ 13 này, nhưng mà ở đây á, là cần tới là 1.5 triệu, có nghĩa là 1.500.000 thành viên phía sau Vũ, đúng không ạ? Và lúc này á, thì Vũ đang ở mức là Titanium mà, trên cái cấp độ Titanium mà, nên rằng á, là Vũ sẽ nhận được là 500 euro một tuần, và 500 euro mỗi tuần này sẽ chia cho thành hai cái cổ phiếu Avigo và Mister. Các anh chị em nắm yếu ạ, nó tự động.
cứ hàng tuần về thứ năm hoặc thứ tư hoặc thứ năm á, là nó sẽ hiện lên trên cái văn phòng của mình và mình phải bấm nhận các anh chị ha. Nếu mà các anh chị em không bấm nhận á, thì nó bỏ qua đó. Các anh chị em lưu ý ha. Nên là khi các anh chị em tham gia vào Rawone tuần nào cũng vậy, cứ khoảng tầm thứ tư thứ năm các anh chị em mở ra thấy cái chữ mà Lem Now đó, các anh chị em bấm vô để các anh chị em sở hữu cổ phiếu. Ok ha. À, ok, đó là Hoa Hồng Chimlife Bonus để cho các anh chị em nắm. Hoa Hồng Chimlife Bonus này là hoa hồng để chúng ta tích trữ thêm tài sản. Các anh chị em lưu ý nha, cổ phiếu là tài sản. Cái việc mà chúng ta biết được nó thành công hay không thành công, đó là một câu chuyện khác. Các anh chị em nắm ý ạ. Nhưng với một công ty, họ đã đạt được những điều mà từ trước tới nay hiếm có ai đạt được, thì sao? Thì cái khả năng thành công của nó rất là cao. Các anh chị em hình dung ý ha. À, các anh chị em phải chú ý về vấn đề này. Đó. Chứ đôi lúc á, chúng ta cứ hình dung, biết chừng nào đó. Vậy thì những người mà sở hữu cổ phiếu của Facebook, hay của Amazon, hay của eBay, hay của Alibaba, hay là của Yahoo ngày xưa, hay là của Google, hay của Microsoft, hay của rất là nhiều công ty, họ cũng đâu có biết cái công ty đó có khả năng thành công đâu. Các anh chị em nắm ý không ạ? Người ta chỉ thấy được rằng là gì? Cái con người sáng lập ra đó, họ có một ý chí rất là lớn, họ có khả năng, năng lực, họ có một cái gọi là hoài bão cho tương lai, họ có những cái giải pháp để giúp cho cộng đồng nó tốt đẹp hơn. Thì sao ạ? Thì người ta đầu tư và người ta sở hữu nó. Đúng không ạ? Thì các anh chị em thấy rằng là Google hay là Google hay là Facebook hay là Alibaba hay là Amazon đi, họ cũng phải mất 5 năm, 10 năm họ mới thành công được mà. Cổ phiếu của họ mới lên được mà. Các anh chị em nắm ý ạ? Nhưng mà rao mới có mấy bữa mà các anh chị em phải đòi như thế này, phải có như thế kia. Thì xin thưa những ai mà cứ nghĩ rằng là gì, mới sở hữu ngày hôm qua mà ngày sau mà đòi cho nó đạt được lên sàn. Các anh chị em hình dung này, nếu mà nó lên sàn á mà nó được có $5 hay 5 euro một cổ phiếu thì cũng chả có gì ham các anh chị. Nó cũng chả thể giúp cho chúng ta giàu được, chúng chẳng giúp cho chúng ta đổi đời được. Đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị em tưởng tượng này, nếu Rao mà đạt được 10 triệu member, 20 triệu member hay 50 triệu member, gọi là hay được 50 triệu thành viên thì sao? Lúc này cổ phiếu nó không phải rằng là 5 euro hay là 10 euro nữa. Nó có thể là 100 euro hay là vài trăm euro hay cả ngàn euro. Các anh chị em nắm yếu ạ. Cái đó mới là cái cần chúng ta cần thấy. Chỉ sợ rằng là gì? Khi nó mới vừa mở ra cho các anh chị em giao dịch 5 euro các anh chị em bán sạch, hay 10 euro các anh chị em bán sạch. Cũng giống như những người gì từ trước tới nay cứ lúc nào cũng nói ta này kia, nhưng mà lúc bit á, mua bit 5 triệu lên 10 triệu bán sạch, hoặc lên 20 triệu bán sạch, rồi tới lúc mà tới 460 triệu thì quay đầu lại đi bán nhà bán cửa để mua 460 triệu và hy vọng nó lên 1 tỷ. Đúng không ạ? Chúng ta đã từng thấy những người như thế. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái khoản hoa hồng thứ 3, gọi là hoa hồng matching bonus. Ok, bây giờ Vũ sẽ nói về hoa hồng matching bonus một xíu. Hoa hồng matching bonus đó là gì? Đó là sự giúp đỡ của chúng ta đối với hệ thống. À, rồi. Ví dụ, khi chúng ta phát triển hệ thống nhiều phân thì chúng ta chỉ cần trái và phải thôi, là người A và người B thôi, có hai người hai bên thôi là chúng ta có thể nhận được hoa hồng rồi. Được chưa? Hoa hồng nhị phân là tỷ lệ 1:1, 1:2 và 1:3. Còn hoa hồng matching bonus đó là hoa hồng, đó là gì? Đó là hoa hồng chúng ta hưởng trên cái thu nhập nhị phân của cái người mà mình giới thiệu, và người giới thiệu đó giới thiệu ra người kế tiếp, và người kế tiếp được tới 5 đời các anh chị. Đây là một khoản rất là lớn cho anh chị ha. Ví dụ có nhiều người họ nói rằng tôi đâu có phát triển được hệ thống nhị phân đâu mà tôi được hưởng hoa hồng. Tức là tôi có một chân tôi có một bên còn một bên không có thì tôi đâu có hoa hồng đâu. Xin thưa các anh chị như thế này, có những người tham gia vào hệ thống Rawone giới thiệu đúng có một người thôi, nhưng mà người đó lại lãnh tiền rất là nhiều, lãnh nhiều hơn cái người mà có hoa hồng, mà gọi là hoa hồng là nhị phân luôn các anh chị. Đó là làm sao ạ? Vũ thấy một anh trong hệ thống của Vũ, không phải là ảnh dở đâu, mà anh đang chơi một chiến thuật, đó là gì? Anh tập trung phát triển một bên, bởi vì anh thấy Rawone á nó rất là tiềm năng và họ đang đi á một cái hướng rất là tuyệt vời và một cái hướng lâu dài, nên anh rất là tin tưởng, anh sẵn sàng bỏ 2-3 tháng hay là 1 năm anh tập trung phát triển bên, còn lại lúc này anh tập trung phát triển bên thì sao, lúc nào tiền nó cũng ra đều phát triển mãi mãi. Các chị em hình dung ý không ạ?
À, có những người thì họ vô làm Excel liền, có những người á họ có một chiến lược hoặc là có một tâm thái rất là tự tin, họ có khả năng làm được. Nhưng mà ở đây Vũ chỉ chia sẻ các anh chị em cái ý như thế này nè. Ví dụ ở với hoa hồng matching bonus, ví dụ Vũ giới thiệu đúng con người thôi, đúng không ạ? Vậy thì Vũ có được con like à, con bên à? Vũ đâu có hoa hồng gì phân đâu, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây ở round one không có hoa hồng giới thiệu trực tiếp luôn, đúng không ạ? Không có hồng giới thiệu trực tiếp, nên khi Vũ giới thiệu được một người đó, Vũ đâu có được cái gì đâu, đúng không ạ? Vậy thì khi cái người mà Vũ giới thiệu một người đó, nhưng mà người đó lại làm rất là giỏi, người ta phát triển được hai nhánh rất là tốt và mỗi tuần người ta lãnh được 1.000, thì với hoa hồng matching bonus này thì câu chuyện được đặt ra là gì? Vũ muốn nhận được hoa hồng matching bonus thì sao ạ? Thì lúc này điều kiện cơ bản đầu tiên mà Vũ cần đó là gì? Vũ phải giới thiệu được 4 người trực tiếp. Các chị em lưu ý nha, giới thiệu người làm việc nó sẽ khác với việc mà chúng ta giới thiệu được nhiều người. Các chị em lưu ý ạ, có những người họ giới thiệu được có một người làm việc thôi, nhưng họ có thể giới thiệu mấy chục người tham gia, nhưng những người đó lại không khả năng làm việc được tốt. Các chị em lưu ý không? Có những trường hợp như thế. Vậy thì bây giờ Vũ sẽ đặt một cái trường hợp như này. Ví dụ Vũ giới thiệu 4 người, ok ha, và 4 người này họ làm cứ túc tắc, họ không làm, không làm mạnh, nhưng mà Vũ giới thiệu đúng có một người họ làm rất là tốt. Các chị em hình dung họ làm rất là giỏi. Vậy thì một tuần họ nhận được 1.000 thì theo chính sách đó là 10%, thì lúc này sao? Vũ nhận được 10% trên 1.000 đó. Vậy người đó kiếm được 10.000, Vũ kiếm được 1.000, được chưa? Ok ha, đó là một đời. Vậy thì cái người này mà họ giới thiệu ra được 10 người trực tiếp thì sao? Đúng không ạ? Là đời 2 của mình đó, đời 2 của Vũ chẳng hạn. Ví dụ đời 2 của Vũ, đúng không ạ? Là thì câu chuyện được đặt ra là 10 người này nếu mà mỗi người một tuần kiếm được 1.000, thì có phải rằng là theo chính sách thì Vũ sẽ được 10% trên 1.000 của 10 người này, đúng không? Là có phải rằng là 10 người này là tương đương với một tuần là được 10.000, thì có phải rằng 10% của 10.000 là được 1.000, đúng không ạ? Ok ha. Nhưng để nhận được đời 2 thì Vũ yêu thì công ty cần phải có là gì? 8 người giới thiệu trực tiếp. À, các chị em nắm hiểu ạ? Cần 8 người giới thiệu trực tiếp. Thế là Vũ giới thiệu thêm 8 người nữa. Thì ngày hôm nay giới thiệu, ngày mai giới thiệu. Thì bây giờ Vũ hỏi các anh chị này giới thiệu tham gia có 99 đồng à? Ai không có à? Gần như ai cũng có khả năng hết. Đúng không ạ? Vấn đề là mình nhìn cho họ thấy ok. Thay vì bây giờ mình mua nhiều cái sản phẩm này sản phẩm kia, bây giờ mình coi như là giống như là mình tích góp một cái tài sản rất là nhỏ nhỏ, mở tài khoản chúng ta sở hữu vài cổ phiếu, đúng không? Chúng ta mua một cái khóa giáo dục của công ty và công ty thưởng cho chúng ta hai cái cổ phiếu của hai công ty Afigo và Mister, đúng không? Đồng thời chúng ta lại có thêm được một cơ hội, đó là gì? Cơ hội kinh doanh cùng tích lũy tài sản cùng với công ty, đúng không? Ok, thế thì bây giờ nếu mà Vũ giới thiệu được 8 người trực tiếp, đúng không ạ? Thì lúc này Vũ sẽ hưởng được đời thứ hai. Và nếu ví dụ ở đây nó cần một yêu cầu nữa, đó là gì? Ví dụ giống như Vũ tham gia gói 99 thì ở đây nó cần là giới thiệu được 4 người trực tiếp thì hưởng được một đời. Còn nếu ví dụ giống như mà mình lên được gói Black là gói 299, đúng không ạ? Lúc này ví dụ Vũ đang ở 99 mà Vũ muốn lên 299 thì Vũ chỉ trả thành nâng cấp lên 200 nữa thôi là Vũ sẽ nâng cấp lên được rồi, đúng không ạ? Thì lúc này Vũ ở gói Black thì lúc này Vũ cần đó là gì? Đó là giới thiệu 8 trực tiếp và lúc này Vũ hưởng được hai đời, đúng không ạ? Hai đời, mỗi đời 10%. Ok, và ở đây nói thêm một cái chính sách nữa, các anh chị em có thể mở lên đây, các anh chị em sẽ nhìn thấy. Ví dụ giống như chúng ta muốn hưởng ở đời 3, gọi là đời F3 đó, đúng không? Đời 3 thì chúng ta cần phải giới thiệu 12 người trực tiếp, gói 99 là được rồi, đúng không ạ? Và ở đây nó không cần phải các anh chị em lên cái cấp độ Gold, cấp độ 799, mà chúng ta có thể chỉ cần ở cấp độ là 299 thôi là được rồi. Còn nếu mà chúng ta muốn hưởng được 4 đời, đúng không ạ? 4 đời thì lúc này chúng ta cần đó là giới thiệu 16 người trực tiếp, đúng không ạ? Và lúc này câu chuyện là gì? Chúng ta cần phải ở cấp độ Gold. Vậy thì nếu chúng ta đang ở 299 mà bây giờ chúng ta muốn lên 799
thì chúng ta chỉ cần nâng cấp là 500 nữa thôi. Và ở đây nếu chúng ta muốn hưởng được 5 đời, được chưa? 5 đời. 5 đời thì chúng ta cần đó là 20 trực tiếp và chúng ta ở cấp độ Titanium. Ok chưa? Các chị em lưu ý này, cái khoản này á là một cái khoản rất là lớn. À, trong hệ thống của chúng ta không biết ai giỏi dở đâu các anh chị. Nhưng mà chỉ cần có một người giỏi thôi. Được không ạ? Ví dụ tầng thứ nhất, đời thứ nhất của mình, cái người này cũng làm chưa giỏi đâu. Đời thứ hai có thể là người này chưa giỏi đâu. Nhưng mà đời thứ ba là có một người giỏi, họ giới thiệu rất là nhiều người. Và gì? Những cái người mà họ giới thiệu á lại làm rất là tốt, mà họ lại phát triển ra được. Ít nhất chúng ta cũng ăn được hai đời, đúng không ạ? Đời được ít nhất cũng chúng ta được ba đời này, đời thứ ba này, đời thứ hai này, đúng không ạ? Và đời thứ ba này, đời thứ tư và đời thứ năm, chúng ta ăn được ba đời như thế. Đó là một cái khoản là rất là lớn các anh chị ha. Ok. Vậy thì bây giờ vừa hỏi các anh chị này, có một ý chỗ này. Với hệ thống dự phân, đúng không ạ? Chúng ta chỉ có hai người hai bên à. Và chúng ta mà giới thiệu thêm thì nó có phải là chúng ta lại bỏ vô 20 đó không? Đúng không ạ? Người này sẽ đều được có doanh số hết, đúng không ạ? Họ có một bên. Các chị em để không? Đều họ đều có một bên hết. Vậy thì có phải rằng là gì, những người này họ chỉ cần phát triển bên, đúng không ạ? Thì họ sẽ nhận được khoa hồng dự phân. Vậy thì khi mà họ kiếm ra được tiền, họ sẽ có động lực làm hơn, cộng thêm cái sự phát triển của công ty, cộng thêm những cái chương trình của công ty, cộng thêm nhiều thứ, đúng không ạ? Cộng thêm người ta thấy được cái tương lai của rào. Thì sao? Thì cái việc mà ngày hôm nay họ chưa biết làm thì ngày mai họ có thể học, ngày mốt họ học, ngày kia họ học. Nhưng mà ở đây các anh chị em lưu ý này, với trong cái ngành kinh doanh mà gọi là kinh doanh tốc độ tư duy cao này, sử dụng các công nghệ này, thì sao ạ? Thì rất đơn giản, gần như là nhiều người có thể làm được. Đó là gì? Sở hữu một cái hệ thống website myrao1.com/username của họ. Họ chỉ cần có đông bạn bè, đông các mối quan hệ, và hàng ngày chịu khó chia sẻ những cái thông tin về Rao, đúng không ạ? Và gắn cái đường link myrao1.com/username của họ. Thì sao? Cộng thêm họ tìm với 5 người trong cái hệ thống mà upline của họ, những người mà giới thiệu họ và những người upline của họ, thì sao? Để những lúc mà họ có những người khách hàng, những người quan tâm, thì sẽ có thêm những người hỗ trợ cho họ, thì cái khả năng phát triển của họ rất là dễ dàng. Ok ha. Bây giờ Vũ sẽ đi cái khoản hoa hồng thứ tư, đó là hoa hồng gaming residual. Cái này thú vị các anh chị. Cái này thú vị lắm. Mà các anh chị em thấy rằng là có sự thay đổi ở bên trong cái hệ thống. Bây giờ Vũ sẽ chia sẻ cho các anh chị em cái phần này. Trong phần bonus của mình á, các anh chị em sẽ thấy cái hoa hồng là nó có ghi là long term residual income. Đây là hoa hồng dài hạn. Đây là hoa hồng dài hạn. Hoa hồng này nó sẽ dựa trên cái level của các anh chị em đạt được ha. Ở đây chúng ta sẽ có tới 18 level. Các anh chị em lưu ý ha. Chẳng hạn giống như là cái khung đầu tiên là team leader ha. Và cái coordinator, rồi manager, rồi director, resident, rồi senior resident ha. Đây có tới 18 cấp độ. Khi các anh chị em bấm vô phần mà bonus á, các anh chị em bấm vô cái phần long term residual income. Thì bây giờ Vũ sẽ giải thích cho các anh chị làm thế nào để được lên cấp độ này. À, và khi lên cấp độ này thì các anh chị em sẽ được hưởng gì? À, và đây nó gọi là nguồn thu nhập lâu dài. Và các anh chị em cần phải chú ý, từ bữa giờ phần lớn là chúng ta chưa biết về cái này. Nhưng hôm nay Vũ sẽ chia sẻ cho các anh chị. Và Vũ nói luôn các anh chị em biết rằng là sáng ngày mai là sẽ có cái đoạn video clip dài 8 phút của founder, đồng sáng lập của Rao sẽ chia sẻ về cái này, mà chia sẻ về cái thu nhập mà dài hạn này. Thì ông chia sẻ bên Manila đó. Vũ có dịch và lồng tiếng cái đó. Sáng ngày mai Vũ sẽ up lên cho các anh chị trên Facebook cũng như là trên YouTube ha. Vũ share cho ra các cái kênh cho các anh chị em nghe. Nhưng bây giờ Vũ sẽ giải thích cho các anh chị em nắm rõ hơn. Khi các anh chị em mở ra đây á, các anh chị em sẽ thấy cấp độ các anh chị á, là thấy chẳng hạn ví dụ giống như team leader 500 điểm,
rồi xong bắt đầu tới 1.000 điểm, 2.500 điểm, 5.000 điểm, không? Từ từ tăng lên, đúng không? Bây giờ làm thế nào để đạt được 500 điểm này? Ok, bây giờ Vũ sẽ lấy một cái ví dụ cho các anh chị em hình dung cái này nè. Số điểm này là số điểm thăng cấp này nè, số điểm mà lên cấp này nè, là số điểm của chúng ta nhận hoa hồng nhị phân đó các anh chị. Chẳng hạn ví dụ hồi nãy Vũ đang nói tới các anh chị em tỷ lệ là 1:3 chẳng hạn, đúng không ạ? Ví dụ bên này là các anh chị em để ý nha, hồi nãy là 90 điểm này, đúng không? Rồi nhân 3 lên, đúng không? Đó là thành được là 200 270 này, đúng không? Rồi lấy 90 điểm này nhân cho cộng cho 270 thành được 360 này, và 10% của 360 thành được 36 điểm này, được 36 đồng, đúng không ạ? Thì đây là 360 điểm này các anh chị. Vậy thì ở đây cái level đầu tiên ấy, nó cần 500 điểm, đúng không ạ? Thì riêng một cái gói đầu, có nghĩa là riêng tỷ lệ 1:3 cái đầu tiên khi các anh chị em nhận được 36 đồng là các anh chị em đã có 360 điểm rồi. Vậy nếu các anh chị em chỉ nhận 2 lần 36 đồng thì các anh chị em được có là 720 điểm. Thì lúc này các anh chị ở cấp độ 2 rồi, là lên level thứ 2 rồi. Các anh chị em nắm yếu mà. Các anh chị em nhìn vào cái thu nhập của các anh chị, là thu nhập nhị phân của các anh chị, thì các anh chị em sẽ biết các anh chị em lên cấp độ nào rồi. Nhưng mà ở đây trong cái hệ thống máy tính á, trong cái phần mà bonus á, các anh chị em bấm vào á là network level thì nó sẽ tính cho các anh chị ngày hôm nay các anh chị em còn bao nhiêu điểm, các anh chị em vừa vô các anh chị em nhận được hoa hồng nhị phân thì còn bao nhiêu điểm thì nó sẽ hiện lên đây, còn bao nhiêu điểm nữa sẽ lên cấp kế tiếp là nó báo đây hết các anh chị. Nên các anh chị em không phải lo những cái chuyện đó, hệ thống máy tính nó làm hết rồi, nhưng mà chúng ta cần phải biết, đúng không ạ? Ok, vậy thì các anh chị em sẽ thấy nè, phía bên này chúng ta sẽ thấy là pool 1, pool 2, pool 3, pool 4, đúng không ạ? Rồi pool tới 18 luôn. Là ở đây nó có tới 18 cái bể tài chính. Có nghĩa là như sau. Thay vì trước đây thì là công ty nói rằng chia cho 5%, 10%. Nhưng mà đó là từ hệ thống của chúng ta phát triển ra. Vậy thì nếu mà chúng ta đang ngồi ở Việt Nam, hệ thống mà giải trí trực tuyến của công ty không liên kết được ở thị trường Việt Nam, bởi vì luật ở Việt Nam mình đâu có cho chơi casino hay là cái gì đâu, đúng không? Đâu có cho chơi game hay gì là giải trí gì online cá cược đâu. Các chị em nắm yếu quá. Vậy thì chúng ta làm sao có tiền? Vậy chúng ta phải phát triển hệ thống đi ra nước ngoài chúng ta có tiền chứ, đúng không ạ? Hay là nhiều quốc gia cũng vậy mà, đâu được đâu. Vậy trên thế giới có rất là nhiều quốc gia họ làm được cái việc đó. Thì sao ạ? Thì với chính sách này, khi mà tổng thành viên của Round One, chẳng hạn giống như 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu thành viên, đúng không ạ? Thì có nhiều thành viên đến với Afigo. Đến với Afigo, được chưa? Hay là đến với Mister. Đến Afigo và đến với Mister. Vậy thì những công ty đó kiếm được tiền. Các chị em nào biết không ạ? Và kiếm được tiền, thì có phải rằng là khi kiếm được 100 đồng, lấy 80 đồng này, chia cho 18 cái bể tài chính này. Các anh chị em nắm nhé, chia cho 18 bể tài chính này. Và các anh chị em ở cấp độ nào thì các anh chị em sẽ được nhận trong cái bể tài chính đó. Lấy ví dụ. Ví dụ, Afigo Mister, họ kiếm được là, mình tính cho sơ sơ đi, ví dụ mình tính là 1 tỷ đô đi. Được chưa? Tại vì khi làm chuyện lớn đó các anh chị, tỷ đô nó chuyện bình thường lắm các anh chị. Các anh chị thấy đó, Facebook á, một năm kiếm biết bao nhiêu tỷ đô, đúng không ạ? Google tính toàn vài chục tỷ đô không à? Đâu, các anh chị thấy đâu, Amazon tính toàn chục tỷ đô, vài chục tỷ đô, có tính vài trăm tỷ đô không ạ? Ví dụ họ kiếm được 1 tỷ đô và họ ta hay gọi là 200 triệu đô họ giữ 20% mà 800 triệu đô họ chia ra cho 18 cái bể này. Được chưa? 800 triệu đô chia cho 18 cái bể này. Các anh chị em hình dung ý không? Vậy thì chúng ta ở cấp độ nào hay nhiều thành viên ở cấp độ nào, được chưa? Thì sẽ rớt vô cái bể đó. Ví dụ bể thứ nhất, bể thứ nhất có là 100.000 người. Thì cái số tiền mà trong 800 triệu đô đó chia cho 18 cái bể này này, đúng không ạ? Thì 100.000 người này chia nhau cái khoản đó.
Ok chưa? Bể thứ hai chia nhau cái khoản đó, bể thứ ba chia nhau khoản đó, và 18 bể này ai trong cái bể đó thì được chia. Các anh chị em nắm chưa? Nó lúc này nó sẽ không phân biệt được các anh chị em ở Việt Nam hay ở Lào hay Campuchia hay ở đâu đó. Các anh chị em hình dung biết không? Cả thế giới gom vô và chia cho 18 cái bể này. Các anh chị em nắm ý không ạ? Và chúng ta ngồi ở đây, trong hệ thống của Việt Nam không một ai chơi giải trí hết. Nhưng mà ở bên kia kìa, họ đang chơi rất là nhiều, họ đang giải trí rất là nhiều, đúng không ạ? Afigo hiện nay là liên kết được hơn 10 quốc gia rồi các anh chị. À, rồi dần dần họ làm thêm nữa, thì nó rất là lớn. Thì lúc này ở bên kia họ chơi, họ tạo ra lợi nhuận, họ đưa vô các bể này. Vấn đề là mình ở đâu trong các bể này? Mình ở trong được cái nhiều bể này không? Thì ở đây nó sẽ báo cáo như thế này các anh chị. Cái này nó hay lắm các anh chị. Nó gọi là long term residual income. Các anh chị em lưu ý chỗ này này, đi kiếm tiền đó, quan trọng lúc nào cũng có tiền, chứ không phải là lâu lâu có một cục. Ai mà hiểu đời rồi, ai từng trải nghiệm rồi, chúng ta mới thấy được vấn đề này. Nhiều khi chúng ta có ôm vài chục tỷ hay 1, 2 tỷ, 5, 700 triệu một cục như thế. Một năm hỏi anh kiếm được nhiều, năm kiếm được 1 tỷ. Đúng không ạ? Là tại, nhưng mà thật ra cái tháng đó anh kiếm được 1 tỷ thôi, còn 11 tháng kia đói mèo. Các anh chị em hình dung ạ? Nhưng mà ví dụ tháng nào cũng có 100 triệu. Thì sao? Các anh chị em để đi, cái người mà tháng nào cũng có 100 triệu, cái phong cách của họ khác với cái người một tháng được 1 tỷ. Có nghĩa 12 tháng, có một tháng họ kiếm được 1 tỷ thôi, còn lại là đói mèo. Cái phong cách của họ khác với cái người mà lúc nào họ cũng có tiền. Nên là các anh chị em phải lưu ý chỗ này. Cái hoa hồng này, cái nguồn thu nhập này là một phần của Brown thôi. Nhưng họ ghi rất là rõ là long term residual income. Có nghĩa rằng là gì? Thu nhập thẳng dư lâu dài. Đó, nguồn thu nhập mà gọi là thẳng dư lâu dài. Mục tiêu của họ là lâu dài, để lúc nào các anh chị em cũng có tiền. Đó. Thì ở đây các anh chị em biết được rằng là nó sẽ tính như sau. Ví dụ, nếu mà các anh chị em ở level 1 thì các anh chị em được một vô được một cái bể, cái tên của các anh chị em được vô một cái bể. Nhưng nếu mà các anh chị em đạt được cái level 6, cấp độ thứ 6 thì tên của các anh chị em sẽ nằm trong 6 cái bể. Nếu các anh chị em được cái cấp độ thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì các anh chị em cũng chỉ được một cái bể thôi, bể đầu tiên thôi. Nhưng khi các anh chị em ở cấp độ thứ 6, các anh chị, cái tên của các anh chị được nằm trong 6 cái bể. Các anh chị em nắm yếu, cái này nó hay nha các anh chị. Còn nếu mà các anh chị ở cấp độ thứ 15 thì các anh chị em ở luôn trong 15 cái bể này. Được chưa? Vậy thì khi mà các anh chị em ở cấp độ 7, cấp độ 8 tới 14 thì các anh chị em vẫn chỉ ở nằm trong cấp độ từ, trong cái bể là từ 1 tới 6 thôi. Nó làm như vậy làm gì? Để giúp cho các anh chị em vừa cố gắng luôn. Vậy thì khi mà chỉ cần đạt được tới cái level đó, các anh chị em hưởng hết tất cả các cái bể luôn. Các anh chị em nắm yếu không ạ? Ok ha. Thì hiện tại bây giờ Việt Nam có rất là nhiều anh chị em đã đạt được trên cái cấp độ 6. Thì vậy thì sao? Sắp tới đây thì những anh chị em đó sẽ gần như là lọt hết trong 6 cái bể này. À, các chị em hình dung không? Từ từ đó, số đó nó nhiều lên. Khi các chị em càng lên level cao hơn nữa, đúng không? Level cao hơn thể hiện qua là gì? Các chị em kiếm được nhiều tiền từ hoa hồng hệ thống nhị phân. Các chị em hiểu không? Khi các chị em kiếm được hoa hồng hệ thống nhị phân nhiều, các chị em sẽ lên cấp độ nhiều, là cấp độ cao. Mà khi các chị em lên cấp độ cao, các anh chị em sẽ nằm trong nhiều cái bể hơn, bể tài chính hơn. Ok ha. Và nếu ví dụ giống như mà các chị em ở cấp độ cao hơn 15 thì các chị em sẽ nhận luôn, hết luôn 18 cái bể này luôn. Ok. À, đó là cái nguồn thu nhập thặng dư lâu dài, đó là từ giải trí trực tuyến. Được chưa? Và bây giờ mình sẽ còn một cái nguồn thu nhập nữa, mà nguồn thu nhập này nó gọi là thu nhập khởi động nhanh, hay gọi là fee of loss. Hoa hồng fee of loss này nó thể hiện như sau. Khi các anh chị em mới bắt đầu vừa tham gia, ngày đầu tiên khi mới đăng ký,
được chưa? Thì trong cái phần mà bonus á, nó có phần ở cuối cùng nó có chữ là fear of loss, là hoa hồng sợ bị mất á, đúng không? Hay là gọi là khởi động nhanh á. Thì các anh chị em mở ra, các anh chị em sẽ thấy cái ngày giờ mà chúng ta còn lại, ngày giờ còn lại cho 14 ngày đầu tiên, chỉ lần một lần duy nhất khi bắt đầu mới đăng ký tham gia vào round. Các anh chị em đồng ý không? Vậy thì khi mà các anh chị em tham gia vào round, các anh chị em ở gói nào cũng được hết. Cái hay ở round là gì? Những cái hoa hồng chính á, những cái thu nhập mà gọi là nhiều á, thì là mới khởi đầu cũng vậy. Thì sao? Gói nào cũng được hết. Gói nhỏ đúng không? Là 99 đồng. Vậy thì khi mà mình tham gia trong 14 ngày, nếu chúng ta giới thiệu được 4 người gói 99, 4 người gói 99 thì sao? Thì trong 14 ngày chúng ta sẽ được một cái phần thưởng khởi động nhanh, đó là 125 đồng. Còn nếu ví dụ giống như mà chúng ta mà giới thiệu được 4 gói to hơn, đó là 299, thì trong 14 ngày thì chúng ta sẽ được thưởng là 375. Còn nếu mà chúng ta giới thiệu được 4 gói to hơn 799 thì chúng ta sẽ thưởng được 1.000, được chưa? Và nếu chúng ta giới thiệu 4 gói to hơn nữa, gọi là Titanium, đúng không ạ, 2499, thì chúng ta sẽ được thưởng là 3.000. Khởi động nhanh. Có nhiều anh chị em á, ôi ôi, ta nói rằng là sao công ty không trả liền, sao công ty không trả liền. Tội ta nói rằng là tếu lắm các anh chị. Có nhiều nhiều thứ mà khi chúng ta phát triển hệ thống, chúng ta sẽ gặp rất là nhiều người và có nhiều niềm vui, rất là nhiều khi vui buồn lẫn lộn các anh chị. Công ty đưa ra khung 14 ngày, có người ngày đầu tiên đạt luôn và họ bắt công ty phải trả liền. Ok. Nhưng xin thưa các anh chị em như thế này nè, trong 14 ngày, được chưa, có thể ngày đầu tiên các anh chị em giới thiệu được 4 người gói nhỏ là 499, nhưng mà lỡ tới ngày thứ 10 các anh chị em lại giới thiệu được 4 người kế tiếp mà cái gói là 299. Vậy lỡ tới ngày thứ 13 các anh chị em giới thiệu được 4 người là Titanium là 2499, thì theo các anh chị công ty sẽ trả cái phần nào, trả cái lợi nhuận nào? Với 14 ngày công ty sẽ chọn ra 4 gói to nhất. Các anh chị em hình dung ý, nếu giống như một số người là ngay đầu tiên trả liền cho tôi thì chỉ có một lần duy nhất mà, vậy thì công ty sẽ trả cho anh đúng có nhiều ạ, 125 đồng thôi. Nhưng thực ra nếu trong 14 ngày, đúng không ạ, trong vòng 14 ngày, lỡ những cái ngày cuối cùng anh lại gặp những cái người mà gì, họ tham gia cái mức to hơn, thì sao ạ? Thì công ty sẽ chọn 4 cái gói to nhất để thưởng cho các anh chị. Các anh chị em lưu ý không? Sau khi 14 ngày kết thúc thì các anh chị em dôi dư á, là cho vòng khoảng tầm là 2 tuần, 2 tuần thì tiền nó sẽ về tài khoản cho các anh chị, được chưa? Ok ha. Vậy thì các anh chị em hình dung như thế này nè, hình dung như thế này nè, đây là 5 nguồn thu nhập chính của Rao. Vừa có tiền, vừa có tài sản cất dành, đúng không ạ? Vừa có tiền, vừa có tài sản cất dành, ok ha. Vừa có được nguồn thu nhập thặng dư lâu dài từ cái việc giải trí trực tuyến từ khắp nơi trên thế giới. Chúng ta không làm, hệ thống chúng ta không làm, nhưng thế giới họ làm, chúng ta được hưởng từ cái quyền lợi đó. Các chị em lưu ý ha, đây là một cơ hội rất là lớn mà từ trước tới nay không phải ai, không phải công ty nào, không phải tập đoàn nào cũng có thể làm được. Nên rằng là gì, với khởi sự kinh doanh chỉ có 99 đồng thôi, thì hy vọng rằng các anh chị em đừng có bỏ lỡ nó, đừng có bỏ lỡ nó, mà là gì, tập trung vô cái việc là gì, tìm hiểu, nắm bắt, rồi xong chúng ta làm. Và trước khi làm, hãy liên hệ với người tuyến trên của chúng ta, với những người giới thiệu chúng ta, những người trưởng nhóm của chúng ta, để làm gì, nói với họ, anh ơi giúp cho tôi có được một website, được chưa? Nếu được, anh chị em hãy cung cấp cái hình avatar cho họ để làm gì? Đưa anh chị lên cái trang chủ của myrao1.com, được không ạ? Ok, đó là cái phần mà chia sẻ 5 chính sách, 5 cái phần mà chia trả lợi nhuận, cũng như là chia tài sản của Rao đến với tất cả chúng ta. Ok ha. Và lưu ý các anh chị em chỗ này, cái nguồn thu nhập gọi là fee upload á, cái khởi động nhanh đó,
là cái số tiền mà mình được thưởng về là không bị chia các anh chị ha, và chúng ta sẽ nhận được 100% đó vào trong cái tài khoản và chúng ta có thể rút tiền ra. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ sẽ đi tới cái phần kế tiếp, đó là xem những cái câu hỏi để Vũ có thể rằng là trả lời, cùng đồng thời có thể là giao lưu với các anh chị em ở xa. Rồi, nhưng mà trước tiên thì Vũ xin gửi lời chúc một lần nữa đến tất cả các anh chị em. Chúc tất cả các anh chị em sau buổi tối ngày hôm nay có một giấc ngủ ngon, và hy vọng rằng những ngày kế tiếp các anh chị em sẽ đạt được nhiều cái điều mong ước để cùng với Rau. Ok, bây giờ chúng ta sẽ giải đáp một số thắc mắc. Còn mà anh chị em nào mà đã nghe xong, nắm bắt xong mà không có thắc mắc gì thì có thể rằng là đi ngủ ha, để có sức ngày mai chúng ta tiếp tục. Ok, bây giờ anh chị em nào có thắc mắc gì, câu hỏi gì á thì hỏi nha, trong cái phần comment thì Vũ sẽ chia sẻ cho các anh chị. Các chị em nghe có hấp dẫn không? Nếu hấp dẫn là like cái cho nó máu. Rồi, rất là nhiều, ok, đâu hết rồi, không thấy đâu hết. Nghe được là comment rồi này. Rồi, có anh chị em nào thắc mắc gì không? Hình như là nắm rõ hết rồi ha. Còn nếu mà anh chị em nào mà chưa nắm rõ hết á thì có thể nghe lại. Một lát Vũ sẽ tải cái lại cái đoạn video clip này, sau đó Vũ up ngược lên lại để cho các anh chị em những cái lúc nào mà các anh chị em rảnh, các anh chị em nghe lại ha, từng phần để cho các anh chị em nắm. Các anh chị em lưu ý nè, chia sẻ thêm thôi trong cái phần này, tại vì chưa có ai những cái câu hỏi nào hết thì Vũ sẽ chia sẻ thêm. Cái chính của chúng ta đang làm ở đây á là gì? Chúng ta cần phải nhớ chỗ này nè. Khi chúng ta đi ra đường hay chúng ta gặp ai cũng vậy, người ta mà làm rau quanh á, hãy chúc mừng cho họ. Điều này Vũ cứ lặp đi lặp lại hoài à. Các anh chị em sẽ không bao giờ làm hết thị trường đâu. Đôi lúc cái người đó họ làm với người khác rồi, yên tâm để cho họ làm đi, mình còn rất là nhiều người khác để làm. Các anh chị em nắm yếu ạ. Bởi vì cái hệ thống này đúng duyên một cái thôi, các anh chị em sẽ làm rất là nhanh các anh chị, không, nó rất bình thường, không gì ghê gớm cả. Nhưng các chị em phải nên nhớ cái chỗ này nè. Khi rau quanh phát triển thì tất cả các cái thứ khác nó sẽ phát triển. Các chị em nắm ý ha. Khi rau quanh phát triển thì tất cả các cái thứ khác nó sẽ phát triển theo. Đúng không ạ? Đồng nghĩa là gì? Afigo, cổ phiếu Afigo hay là Mister thì sao? Nó đều phát triển lên hết. Cái thứ nhất, cái thứ hai, khi rau quanh phát triển thì sẽ có cộng đồng lớn. Mà cộng đồng lớn thì sao ạ? Nhiều người sẽ đến Afigo, nhiều người sẽ đến Mister để gì? Để giải trí. Các chị em hình dung ạ. Khi họ đến đó, họ sẽ đến với các cái tập đoàn khác giải trí mà Afigo liên kết hay là Mister liên kết. Vậy thì khi mà họ giải trí nhiều, đúng không ạ? Họ giải trí theo nhu cầu của họ. Được chưa? Và Afigo hay Mister họ kiếm được tiền, đúng không ạ? Thì coi như là rau quanh để kiếm được tiền. Các chị em nắm ý ạ. Và lúc này á, nó sẽ chia cái số tiền đó vào 18 cái bể này. Vậy thì có phải rằng là gì? Chúng ta ngồi ở đây, hệ thống của chúng ta ngồi ở Việt Nam, ở Lào, Campuchia hay là ở những nước khác mà không có, không chưa liên kết cái giải trí trực tuyến đó, các cái công ty giải trí trực tuyến đó chưa liên kết với Rau Quanh chẳng hạn, với Afigo chẳng hạn, thì sao ạ? Thì chúng ta ngồi đây, chúng ta vẫn được hưởng từ sao? Từ Mexico này, từ Brazil này, từ Ấn Độ này, từ các nước ở bên châu Phi này, đúng không ạ? Các chị em nắm yếu ạ. Đấy, cái đó mới là cái lớn các anh chị. Cái đó mới giúp cho chúng ta kiếm được nhiều tiền, đúng không ạ? Là tất cả mọi người ở đâu đó không biết, họ xài
và chia vô, có nghĩa là lấy cái cục chung đó, bỏ vô đây và chúng ta có tên nằm trong cái này, chúng ta sẽ kiếm được rất là nhiều. Cái đó mới hay. Nên chính vì chỗ đó đó là gì, khi mà chúng ta thấy ai làm rau quanh ở đâu cũng được, chúng ta phải vỗ tay chúc mừng cho họ và chúc họ làm cho tốt. Ok, việc chúng ta là gì, cứ từ từ làm để tích góp. Chúng ta tích góp 20% tài sản, chúng ta lấy 80% tiền mặt chúng ta xài, đúng không ạ? Chúng ta chi tiêu cho cuộc sống, chúng ta phát triển cái này, phát triển cái kia.